Cường Đồng Tháp, Cường Phùng. À, hôm nay lại xuống thăm vườn của em Cường ở dưới Phùng. Làng gọi làng Đồng Tháp hay em? Làng Đồng Tháp ở Phùng. Nó thuộc về xã họ Đan Phượng hay Hoài Đức nhỉ? Xã huyện Đan Phượng đúng không? Trên này toàn cây mini nhỉ? Ở dưới này chơi chất lượng phết đấy. Toàn cây hàng chất lượng. Cũng chơi trên khu sân thượng như thế này thì cây được cái nắng cái gió tha hồ mà đẹp. À, để sát cả mái ngói mấy nha. Cây hàng nối luôn nực. Mùa này thì lên lá cái thì tùm thì rất là khó xem, khó quay. Được cái cốt cũng già đấy. Em Cương là em trai của anh Sự có cây ống bụt cũng nổi tiếng ở cái khu vực Đan Phượng các bạn. Đây là cái khu chân cầu Phùng, cái đường 32 cũ đấy. Con này được cái chân bệ này, cũng đẹp. Nhiều cái tùm. Rất là khó nhìn. Con này là hàng đang chân nuôi. Đấy, cây được phơi nắng như thế này thì nhanh già, lên màu, lên tem. Đấy, con này đẹp thế nhỉ. Con này có nhiêu tiền không em? Cũng ít tiền thôi anh ạ. Con này có giao lưu bán không? Dạ. Giờ có bán giao lưu không? Em chưa anh ạ. À chưa à? Lấy cho anh đây. À cả trên ý à? Hàng luôn được rút dịp. À, đó đi lên sân trên. Tiếp ở trên tầng tiếp theo đây. Trên này toàn hàng to khủng. Hàng đẹp, hàng chất lượng đây. Con này gấu đấy. Con này kinh phết Cương nhỉ? Vâng. Cái này thì làm cái chân bệ đẹp đấy. Vâng. Cái chân bệ có cây nó phải có những cái bộ chân bệ như thế này. Nhìn nó vững chãi. Làm chân đẹp thế, khéo. Ui, bên này là chun chảy. Ê, bên này là cái chủ sầu. Anh em lại làm cái rêu phẳng tít đẹp, nhìn đẹp thật. Đấy, cái này kinh khủng đấy. Mày mai là cái chấn vườn này nha. Phom dáng rất đẹp. Con Huyên thì nghe có vẻ con siêu siêu lại có vẻ sắp xong đến nơi rồi nhỉ. Vâng. Chính con trước bên này lại lò này. Vâng. Ngày mai định làm hai con song siêu đuổi nhau à? Dạ vâng. Ờ đúng rồi, nó đuổi nhau thì nó điệu. Ui. Rồi, ngắm con này cũng khiếp. Đúng là đẹp, thần thái. Quên mất không gọi bạn Hùng sang đây xem. Bạn ngắm những cái đô này thì là mới thích này. Và chốt được cái gì thì chốt. Quay này buổi chiều nó bị ngược nắng hoàn toàn. Một con hàng lùn rụt rịt. Đây là cái chân bệ rất đẹp các bạn. Nó phẳng ly. Đấy, những con này làm chân bệ rất đẹp.
có nạo được cái chân, chân nhìn cây nó cảm giác là vững chãi. Đó các bạn nhìn khi cây là có cái chân bị nhìn sướng. Con này cây dáng vách, buông vách. Cái khí thế của cây dáng làng. Cái này thuần thái đấy nhỉ, nay mai xong cái này là ok đấy, đẹp. Đường chạy cũng ngon lành đấy. Con này rất sau rất giang sang cây đấy. Dáng riết nghe sang đẹp. Đấy, con này thì lu cục u biếu cả tảng này. Hàng đâm lùn. Kinh khủng khiếp không? Được cái trên này anh em làm cái bộ chân bệ này, rồi bộ rêu phong cổ kính nhìn nó tôn cái cây nổi lên đẹp thật đấy. Cường có thể đọc số điện thoại cho anh em có thể giao lưu không? Số em là 0949 0949 476 476 476 à, số đẹp ghê nhỉ. Nói có gì thì anh em cứ alo trực tiếp với em Cường. Không có nhiều khi bonsai Đinh Vượng này. Nhiều anh em cứ hỏi xin số điện thoại. Hôm nay đọc luôn số điện thoại, có gì anh em cứ thấy liên hệ. Nếu như có duyên thì là sẽ giao lưu. Quan trọng là cái duyên các bạn ạ, đối với cây cối. Nhiều khi tất cả nó là cái duyên thôi. Đôi khi vô tình ngồi này, phòng lạnh ngắm qua qua cái lại chốt được cây. Nó là cái duyên thì các bạn ạ. Còn đây là con huyền nhai ôm quạt. À, con này quàng quật cũng ghê đấy. Đang tùm quá. Wow. Này, ghê không? Ừ, trên này toàn cây gấu này, đẹp. Con này chất lượng. Hàng chất đấy. Chế cái canh này vào rồi. Rồi đẹp thế này cơ mà. Đấy. Đẹp quá. Cái này được đấy nhỉ. Ui. Ê, cả tà. Khiếp không? Vạm vỡ. Bên kia thì là sâu cây hơn. Hùng à. Ờ. Đấy. Cái này. Mày coi lại là vào view nó khúc khuỷu ghê lắm, cái mặt bên này nó đẹp lắm. Ăn này, công nhận cái cây này nó ăn này. Đấy. Vào nhìn nó gấu. Đấy. Đây, bạn Hùng đến ngắm cái cây kia kìa. Con này nó quăng kinh nhỉ. Này, con Huyên này. Con Huyên này nó quăng khiếp đấy. Bạn này. Có con Huyên này thì nay mai cũng khiếp đấy. Đấy, các bạn nhìn con Huyền ghê không? Quăng thế này. Con này còn 3 thân. Một cái mini nhỏ mà có vỏ này. Cái này là hơi quá luôn lực.
Sơn này phải nói toàn cây chất lượng bạn Hùng ạ. Bạn ngắm con này cũng thích này. Con này dáng form dáng đẹp. Đây lại thêm con này nữa. Từ cái trên này là cấy rêu, cây nào cũng cấy rêu sạch sẽ nhỉ. Không có cái cỏ nào mà phải nhổ. Nó mọc rêu này cỏ là không mọc được đâu. Chịu khó lúc ban đầu rồi. Đứng sát cái cây kia làm kiểu ảnh này, đứng sát cái cây này không bạn Hùng, đứng sát đây đấy, thế rồi ok. Rồi bonsai xin Đinh Vượng xin được kết thúc video đây, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.